Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình gặp gỡ khán giả tuần này. Những thông tin bổ ích và những câu chuyện thú vị sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Tuyển dụng biên tập viên dẫn chương trình tại VTV4. Câu chuyện về liệt sĩ phi công Việt Nam hy sinh tại Krasnodar. Gặp gỡ Nguyễn Thị Bích Yến, cô gái trẻ gắn kết hoạt động báo chí truyền thông giữa Áo và Việt Nam. Ký ức Hà Nội và em. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, gần đây, chương trình nhận được một số thư thắc mắc của khán giả là Việt Kiều trẻ hồi hương về tiêu chuẩn tuyển dụng làm biên tập viên, cộng tác viên và người dẫn chương trình của VTV4. Vậy làm thế nào để làm việc tại VTV4? Xin mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sau. Từ một chương trình truyền hình mang tên Dành cho đồng bào Việt Nam ở xa Tổ quốc, ra đời vào năm 1998, VTV4 hiện đã phát triển thành một kênh truyền hình tổng hợp phát sóng 24/24 giờ với các chương trình thời sự, phim truyện, ca nhạc, giải trí, tài liệu. VTV4 đã không ngừng nâng cao chất lượng chương trình với đội ngũ phóng viên, biên tập viên trẻ, nhiệt tình và năng động. Là một biên tập viên thuộc thế hệ 9X của VTV4, bạn Đỗ Phương Anh là biên tập viên của bản tin tiếng Pháp. Từng có nhiều năm học tập tại Pháp, với niềm đam mê truyền hình, Phương Anh đã mạnh dạn nộp hồ sơ để thi tuyển vào VTV4. Hàng ngày, công việc của cô bạn trẻ này là biên tập chọn lọc những tin tức hàng ngày và dựng phóng sự. Tôi học đại học tại Lyon ở Pháp. Sau 3 năm đại học thì tôi trở về Việt Nam. Tôi đã tìm thấy những cái lời thông báo tuyển dụng của VTV4 ở trên website vtv4.vn và tôi đã quyết định ứng tuyển và đã trúng tuyển. Đội ngũ phóng viên của VTV4 đa phần là những bạn trẻ tốt nghiệp tại các trường ngoại ngữ và từng được đào tạo tại nước ngoài. Có những bạn mặc dù không tốt nghiệp trường báo chí, nhưng vì đam mê nên đã quyết định theo đuổi công việc tại đây. VTV4 là kênh mà nó chỉ nghĩa là đối tượng chính là dành cho những người nước ngoài sống ở Việt Nam hay là những người mà sống ở nước ngoài, những người Việt Nam sống nước ngoài thì mình có đọc được cái thông báo là tuyển dụng với cả những cái bạn mà biết tiếng Nhật. Thì mình cũng cảm thấy đây cũng là một cái cơ hội rất là thú vị để mà mình có thể là phát huy được những cái khả năng của mình, bởi vì mình có học tiếng Nhật ở trong trường đại học và sau đó thì mình có sang Nhật làm việc một thời gian. Những người lãnh đạo của ban truyền hình đối ngoại luôn tâm huyết với việc phát triển và làm thế nào để nâng cao chất lượng cho các chương trình. Chính vì thế, chính sách tuyển dụng của VTV4 khá mở rộng cho tất cả những ai yêu thích và đam mê với báo chí truyền hình. Cơ hội làm việc tại VTV4 là đồng đều cho tất cả người Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài. Và cá nhân tôi thì thực sự là cũng có một chút ưu ái cho người Việt Nam ở nước ngoài khi chúng tôi tuyển dụng họ vào những chương trình nói tiếng ngoại ngữ mà các bạn thông thạo. Ví dụ như là chương trình tiếng Nga, chương trình tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Trung, tiếng Pháp. Và trên thực tế thì chúng tôi đã tuyển dụng được một bạn người Việt sinh sống tại Ukraine làm cho chương trình tiếng Nga, bởi vì tiếng Nga của bạn đó nói như là ngôn ngữ mẹ đẻ. Hồ sơ tuyển dụng vào ban truyền hình đối ngoại VTV4 bao gồm đơn xin việc bằng tiếng Việt, bản sao bằng tốt nghiệp đại học, các văn bằng chứng chỉ ngoại ngữ, sở hữu lý lịch có xác nhận, các bằng cấp khác nếu có, hai ảnh 4x6. Địa chỉ nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức Hành chính, Ban Truyền hình Đối ngoại, Đài Truyền hình Việt Nam, VTV4, 43 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội. Điện thoại: 04-377-188-28. Email: tbt@vtv4.vn. Thưa quý vị, những năm tháng chiến tranh chống Mỹ ác liệt, có những thanh niên Việt Nam ưu tú lên đường sang Liên Xô với ước mơ học tập, trở thành những chiến sĩ phi công bảo vệ bầu trời Tổ quốc. Một học viên phi công 18 tuổi đã hy sinh khi ước mơ chưa kịp hoàn thành. Nhưng anh còn sống mãi trong lòng những người dân nơi miền quê nước Nga. Phóng sự của nhóm phóng viên thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tại Liên bang Nga. Một câu chuyện tình cờ đã đưa chúng tôi đến một thị trấn nhỏ nằm bên bờ biển Azov thuộc phía nam của nước Nga. Cách đây hơn 40 năm thì toàn bộ khu vực này là nơi đào tạo rất nhiều phi công trẻ của Việt Nam. Và đến tận hôm nay thì địa danh này vẫn là nơi tưởng niệm của nhiều người Nga và người Việt. Nghĩa trang thị trấn Primorsk-Ahtas.
một ngôi mộ khang trang vừa mới được hoàn thành, đúng vào dịp kỷ niệm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 năm 2013. Cách đây 2 năm, chính tại chỗ này, ông Trần Quốc Ngợn, sinh sống ở thành phố Krasnodar, đã vô tình nhìn thấy tấm bia cũ khắc tên một người Việt bằng tiếng Nga. Anh ấy mất từ năm 74, mất rất là lâu rồi. Thế mà vẫn có hoa, mà thậm chí còn hoa tươi nữa. Cho nên tôi cũng thấy là rất là bất ngờ. Thế sau đó thì tôi mới hỏi, thì dân ở đây người ta có nói là cái ngôi mộ này là rất là đặc biệt. Mà từ ngày mà người ta mất đến giờ là dân ở đây là chúng tôi là rất là biết ơn người ta, bởi vì người ta đã tránh cho cái khu vực đây một cái hiểm họa. 40 năm trước, ông Piotr cùng gia đình sống tại thị trấn này. Ông nhớ rõ về giai đoạn từng có nhiều học viên Việt Nam được đào tạo trở thành phi công tiêm kích ở trường không quân Krasnodar. Đó là những chàng trai tuổi đời còn rất trẻ, chỉ 18 đôi mươi. Một trong số đó có Vu Đình Trinh, tên phiên âm theo tiếng Nga vẫn được nhiều người nhắc đến. Đó là mùa hè năm 1974, anh ấy thực hiện chuyến bay độc lập của mình và máy bay đã gặp nạn khi tránh đâm thẳng tòa nhà 5 tầng. Tôi đã đến nơi xảy ra tai nạn gần như lập tức. Tất nhiên là không ai được phép đến gần. Cảnh sát, cứu hỏa đều có mặt. Nhưng tôi vẫn nhìn rõ mọi thứ từ khoảng cách khoảng 100 mét, rất gần. Một số tư liệu chúng tôi có thể tìm thấy được là câu chuyện về hành động anh hùng của người phi công trẻ, học viên bay Vũ Đình Chính, quê ở Nam Định, người đã hy sinh ngày 29 tháng 6 năm 1974 tại thị trấn Primorsk-Arktas. Tai nạn này cũng được nhắc đến trong cuốn sách Sử dụng MiG-17 và MiG-19 ở Việt Nam, được ấn hành tại Nga năm 2000. Theo nguồn tin được Đại sứ quán Việt Nam xác nhận, sau hơn 30 năm nằm lại ở nước Nga, di hài liệt sĩ đã được đưa về quê mẹ vào tháng 7 năm 2007. Tất cả vẫn còn ở lại, ngay cả khi hài cốt của anh có thể đã được đưa về, và tất nhiên, trước sau cũng phải đưa về với Tổ quốc. Nhưng quan trọng hơn là chúng tôi vẫn nhớ còn bia mộ này và vẫn còn nhiều thứ ở lại đây. Với những người Việt đang sinh sống tại Krasnodar, vong linh người liệt sĩ vẫn còn ở lại với mảnh đất nghĩa tình này. Nội dung tiếp theo chương trình sẽ gửi tới khán giả. Gặp gỡ Nguyễn Thị Bích Yến, cô gái trẻ gắn kết hoạt động báo chí truyền thông giữa Áo và Việt Nam. Ký ức của một người Việt về Hà Nội và em. Tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế nhưng có lẽ viết văn và làm báo mới là cái duyên để cô gái trẻ Nguyễn Thị Bích Yến thể hiện tài năng của mình. Cuối năm 2010, Nguyễn Thị Bích Yến đã kết hôn và cùng chồng sang định cư tại Áo. Cũng từ đó, cô trở thành cầu nối gắn kết trong các hoạt động báo chí truyền thông giữa hai nước. Tiểu mục kết nối tuần này sẽ là cuộc trò chuyện cùng chị Nguyễn Thị Bích Yến để hiểu rõ hơn về những cố gắng và nỗ lực của chị trong việc tạo cầu nối gắn kết chặt chẽ này. Tập truyện ngắn Một nửa là người đã tạo nên dấu ấn riêng cho nhà văn, phóng viên trẻ Nguyễn Thị Bích Yến trong làng văn học nghệ thuật. Sau thành công của tập truyện ngắn, năm 2009, Bích Yến trở thành một trong hai đại diện nhà văn và nhà báo của Việt Nam được Hội Hữu nghị Áo Việt và Tổng Liên đoàn Lao động Cộng hòa Áo mời tham dự chương trình giao lưu văn hóa. Chuyến thăm này là bước khởi đầu cho mối nhân duyên giữa Bích Yến và Cộng hòa Áo khi cô đã định cư và trở thành đại diện thường trú cho báo văn nghệ tại đây. Tới đây có thể là chúng tôi ra mắt được bản điện tử của báo văn nghệ với một cái phiên bản tiếng Anh, thì các cái giá trị của văn học Việt Nam ra được với bạn bè quốc tế sẽ càng nhiều hơn. Thì phóng viên Nguyễn Thị Bích Yến đúng nghĩa là một cái nhịp cầu đầu tiên của báo văn nghệ đến với các bạn đọc. Tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế và là võ sư với nhiều huy chương trong nước và quốc tế, nhưng có lẽ viết văn và làm báo mới thực sự là con đường phù hợp với Bích Yến. Trở thành phóng viên quốc tế, Bích Yến luôn thể hiện được sự năng động và say nghề khi đưa tin từ các sự kiện trong nội các, văn phòng thủ tướng và văn phòng quốc tế đặt tại Cộng hòa Áo và các nước trong khối EU. Xin chào chị Bích Yến, rất vui được trò chuyện với chị trong chương trình ngày hôm nay. Xin chào Mỹ Hạnh và chào các quý vị
khán giả của VTV4 trên toàn cầu. Biết là chị Yến hiện giờ là đại diện thường trú cho báo Văn Nghệ tại Áo cũng như tại các nước EU. Chị có thể chia sẻ thêm về công việc làm báo của chị được không ạ? Tôi may mắn được tiếp cận với cái môi trường báo chí quốc tế. Các bạn đồng nghiệp rất là chan hòa và chia sẻ với nhau tất cả những cái sự kiện. Tôi thấy rằng nó cũng gần gũi nhiều phía Việt Nam thôi. Và thời gian khi mới sang ấy, thì chị có gặp khó khăn gì trong cái hoạt động tác nghiệp của mình không? Rất khó khăn. Thứ nhất là ngôn ngữ của họ chủ yếu sử dụng tiếng Đức. Thứ hai nữa là thân nhiệt của mình không quen với môi trường đó. Mình hay bị ốm lắm. Đấy là những cái mà mình không thể quen được. Và cái thứ ba nữa là mình nhỏ con nhất ở trong cái sự kiện đấy. Các nhà báo quốc tế thì thường họ rất to cao, và khi mình chen để mình chụp được một bức ảnh thì nó khó khăn lắm. Và sau đó mấy lần có một cái cô nhà báo bên Áo, cô dẹp tất cả mọi người ra. Cô bảo là cô bé phóng viên này từ châu Á đến sẽ phải được đứng đầu tiên. Thì đó là những cái kỷ niệm rất là vui. Trở về nước lần này là trong cái hoạt động học tập và nghiên cứu của chị. Vậy là bên cạnh hoạt động báo chí thì chị cũng vẫn đi theo con đường nghiên cứu. Vậy thì là chị yêu thích cái công việc nào hơn ạ? Tôi cần có thực tế để bổ trợ cho công việc nghiên cứu. Tôi cần có nghiên cứu để có cái công cụ soi cho tôi đi đúng đường. Thì tôi nghĩ rằng cả hai cái đều quan trọng với tôi. Bên cạnh vai trò của một nhà báo quốc tế, Nguyễn Thị Bích Yến hiện là nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Tổng hợp Viên của Cộng hòa Áo và Học viện Báo chí Tuyên truyền tại Việt Nam. Chính vì vậy, Bích Yến nhanh chóng trở thành cầu nối gắn kết trong các hoạt động báo chí truyền thông giữa hai ngôi trường nói riêng và hai nước Việt Nam và Áo nói chung. I met Mrs. Bích Yến about 5 years ago on the occasion of a study tour of Vietnamese journalists to Austria. That was the starting point of a cooperation between an Austrian newspaper, the Wiener Zeitung, and the Vietnamese media company. We are also now expecting a high-ranking delegation from Vietnam, from the Ho Chi Minh Academy for Politics and Public Administration this February to further deepen these contacts and our cooperation. So we are developing now on different levels of cooperation programs in research, in academic teaching, and as well in developing a summer school for students, for international students, to give them the possibility to go to Hanoi to learn the society of Vietnam, to the landscape of Vietnam, to the history of Vietnam, and as well bringing international students there in order to give Vietnamese students the possibility to get aware of outside of Vietnam. Tất cả các cái hoạt động liên kết giữa nhà trường với Đại học Tổng hợp Viên nói riêng và các cơ quan báo chí truyền thông Áo nói chung có vai trò hết sức quan trọng của cô Bích Yến. Cô Bích Yến vừa là học viên nghiên cứu sinh của nhà trường chúng tôi, nhưng đồng thời là đối tác, là chuyên gia tham gia giảng dạy cho nhà trường và là cái người kết nối nhiều cái hoạt động liên kết giữa Học viện Báo chí và Tuyên truyền với Cộng hòa Áo để truyền bá, để quảng bá thương hiệu của học viện chúng ta ra trường quốc tế. Chị thì được coi như là một cái nhịp nối, một cái nhịp cầu trong mọi cái kết nối giữa hoạt động truyền thông báo chí giữa Áo và Việt Nam. Làm thế nào mà chị có thể làm tốt được cái hoạt động này trong hiện tại và cũng như là những cái kế hoạch của chị trong tương lai sắp tới ạ? Bộ trưởng Bộ Nghiên cứu Khoa học và Giáo dục của Áo, trong một lần bà đến công tác tại Việt Nam thì ông đại sứ Georg Hender đã giới thiệu bà ấy với tôi và nói rằng cô ấy là nhịp cầu, cô ấy giống như là một đại sứ thiện chí về truyền thông giữa Việt Nam và Áo. Sau khi chúng tôi qua một cái cuộc gặp gỡ đấy thôi và tôi cũng không có nghĩ gì nhiều, thì tôi một thời gian rất ngắn tôi nhận được bức thư của bà bộ trưởng gửi cho đại sứ quán và gửi lại tên cho tôi là rất là cảm ơn cô Bích Yến đã làm cái nhịp cầu hữu nghị kết nối về truyền thông báo chí giữa hai nước và hy vọng trong tương lai thì cô sẽ phát huy cái vai trò này của mình. Tôi rất là cảm động vì bà có quá nhiều công việc ở Việt Nam mà bà còn nhớ đến tôi để viết một bức thư như vậy, ngắn ngủi thôi nhưng mà rất là ấm áp. Thì tôi nghĩ rằng mình sẽ phải cố gắng để làm được những cái gì mà họ đã trao gửi cho mình như vậy. Hiện nay thì Hội hữu nghị Áo Việt muốn tổ chức một cái chương trình
Ngày Văn hóa Việt Nam, họ muốn tôi tham gia với chương trình là người mở đầu. Tôi cũng muốn là mang cái hình ảnh của cái con người Việt Nam có cội gốc ra với các bạn bè. Và cái dự định trong cái tương lai của tôi thì tôi sẽ tiếp tục, thứ nhất là nghiên cứu về công chúng, báo chí của Áo, đặc biệt là cái tờ báo Viên Dây Tung, mà cái tờ dài nhất thế giới, xem tại sao nó có thể tồn tại, trẻ hóa được đến như ngày nay. Năm 2012, cuốn sách Phát triển công chúng thị trường báo chí như thế nào của Thạc sĩ Nguyễn Thị Bích Yến được Cộng hòa Áo hỗ trợ xuất bản như một minh chứng về kết quả hợp tác giữa Việt Nam và Cộng hòa Áo trong lĩnh vực báo chí truyền thông. Những thông tin trong cuốn sách có giá trị tham khảo cao bởi nó được rút ra từ việc nghiên cứu thực tiễn hoạt động của tờ Viên Dây Tung, được coi là niềm tự hào của nước Áo. It's not only a document for a person, not only a document for a university, it's a document for society. If we get the point of view that BKN brings in, I'm sure that the doctorate will help us to think more about future ways to go for Wiener Zeitung. Bạn Yến có một cái phong kiến thức nó tương đối đa dạng. Khi đưa cho bạn Yến vào cái đề tài này thì có thể nói bạn Yến cũng là người rất là chịu khó. Bạn đã cố gắng giải mã được và tìm kiếm, nghiên cứu được những cái bài học kinh nghiệm của báo Viên Dây Tung. Thì mình cho đấy là bạn Yến là người rất nỗ lực. Thì cuối cùng khi bảo vệ luận văn xong thì bạn Yến đã chỉnh đốn lại và in được một quyển sách. Thì cái quyển sách này ra đời thì nó có một cái dấu ấn rất tốt trong cái mối quan hệ Áo và Việt Nam. 3 tháng trở về Việt Nam cũng là thời gian để Bích Yến tiếp tục nghiên cứu về công chúng thị trường báo chí. Trong thời gian này, chị cũng sắp xếp thời gian đến giảng dạy các sinh viên khoa báo chí, Học viện Báo chí Tuyên truyền. Những kinh nghiệm của một nhà báo quốc tế, những lý thuyết về truyền thông của một nghiên cứu sinh được Bích Yến chia sẻ đến với các học viên. Cô là một người rất nhiệt huyết và tài năng. Cô kích thích cho bọn mình cái khả năng sáng tạo cũng như là làm việc nhóm. Bọn mình không bị thụ động về kiến thức mà mỗi người trong thành viên trong nhóm đều được phát huy hết khả năng của mình. Và không có một cái khoảng cách nào giữa giảng viên cũng như sinh viên. Điều này làm bọn mình rất hứng thú. Yến có một cái trình độ kiến thức về báo chí cũng như là cái kinh nghiệm đào tạo báo chí mang được từ những cái nước phát triển ở châu Âu, ở Cộng hòa Áo đến để mà truyền thụ cho sinh viên Việt Nam, sinh viên Học viện Báo chí Tuyên truyền. Cộng hòa Áo không chỉ đem đến sự nghiệp mà còn mang tới cho Bích Yến một gia đình hạnh phúc. Michael Platt từng được những người bạn Việt Nam trêu đùa và đặt biệt danh là chàng Áo si tình khi đã sang Việt Nam và chờ đợi không biết ngày về để cưới được cô dâu Việt. Chị Yến ơi, hiện giờ trên màn hình đang có một bức ảnh. Chị có thể giới thiệu về bức ảnh này được không ạ? Đây là cái bức ảnh mà có lẽ là cả cuộc đời tôi không bao giờ quên được. Đó là cái lễ đám cưới của chúng tôi tại một cái tòa lâu đài cổ của nước Áo. Anh ấy là một người yêu Việt Nam, có lẽ tha thiết lắm lúc mà phải làm tôi phải nhìn nhận lại. Vâng, như chị vừa nói rằng là anh nhà chị rất yêu Việt Nam. Thế có bao giờ anh nói với chị, kể với chị rằng là lý do tại sao anh lại yêu Việt Nam đến như thế không ạ? Năm 6 tuổi là Miki, tức là chồng tôi tên thân mật ấy, là đã biết đến Việt Nam do là ông là kỹ sư và có thiết kế về máy bay chiến đấu. Và ông thì rất là buồn vì những cái máy bay chiến đấu sẽ là tham gia các cái chiến sự như ở Việt Nam. Và TV chiếu lại những cái cảnh bom đạn ở Việt Nam. Và anh ấy hỏi ông là tại sao họ khổ thế. Thì anh ấy nói với ông là con muốn nghiên cứu về Trung Quốc hoặc Việt Nam. Sau đó thì có một giáo sư người Mỹ. Thì ông ấy có rất là nhiều sách về Việt Nam. Sau này khi ông ấy về nước rồi, ông ấy cho chồng tôi toàn bộ những cái sách đó. Và chồng tôi nghiễm nhiên yêu Việt Nam. Công việc của anh cũng khá là bận rộn, nhưng mà tất cả những cái công việc mà tôi nhờ khi liên quan đến Việt Nam thì anh ấy bao giờ cũng dành cái tình cảm và cái trách nhiệm là số 1 cho phía Việt Nam. Phải nói rằng là tôi vô cùng cảm ơn gia đình tôi, đặc biệt là chồng tôi và con trai của tôi đã cổ vũ, động viên tôi trong mọi tình huống. Xin cảm ơn chị có những chia sẻ rất là chân thành với cả chương trình và cũng như đối với khán giả. Xin cảm ơn chị đã tham gia chương trình ngày hôm nay ạ. Tôi nhớ lắm Hà Nội vào xuân, phơi phới trong sắc đào phai, đào tím, trong non tơ lộc biếc. Tôi nồng nàn trong cái nắng hạ chói chang. Tôi xốn sang trong nắng hanh vàng của những chiều heo may lộng gió. Đó là những dòng cảm xúc của một Việt kiều xa quê. Mùa xuân
luôn đem đến cho người ta tâm trạng xốn sang lạ kỳ. Hà Nội đối với anh không chỉ là một cái nôi lưu giữ nhiều ký ức tuổi thơ, mà còn là nơi lưu giữ những kỷ niệm đẹp của tình yêu. Em, xin đừng hỏi tôi còn nhớ hay đã quên. Tôi nhớ em như nhớ Hà Nội của hai ta. Tôi muốn quay về Hà Nội để tìm thấy bóng dáng em trong ký ức. Bởi em là Hà Nội của tôi. Ta còn em mùi hoa xưa. Con đường vắng xì rào cơn mưa nhỏ, ai đó chờ ai tóc xõa vai. Em có biết bao năm xa quê, một Hà Nội thân thương cứ luôn hiện hữu trong tôi, đầy rực rỡ và đam mê. Giữa châu Âu phồn hoa đô hội, tôi vẫn mang theo Hà Nội dư vị của bốn mùa. Tôi nhớ lắm những ngày này một năm về trước, khi lại được bước chân trên những con phố Hà Nội thân quen. Sau bao năm xứ người mới được về chốn cũ. Tôi nhớ lắm Hà Nội vào xuân, nắng vàng tươi mới rạng rỡ như má em cười. Hà Nội phơi phới trong sắc đào chúm chím như môi em. Nhiều người hối hả tìm mua một cành đào phai, đào tím, chỉ để mong đem cả sắc xuân về nhà. Trong những ngày này, khi xung quanh tôi trắng xóa băng tuyết trời Âu, thì ở quê nhà, Hà Nội của tôi đang rộn rã, chờ nụ đào bừng nở. Bình thường nỗi nhớ Hà Nội vẫn âm ỉ trong tôi, nhưng giờ đây, những thời khắc này nó cộn lên, cào xé. Hà Nội so với ngày tôi đi xa đã thay đổi rất nhiều, đông vui hơn, tấp nập hơn nhưng cũng ồn ã náo nhiệt hơn. Những con phố sáng đèn lấp lánh, chàng tiền, chàng thi quen thuộc. Nhà hát lớn vẫn vậy như chưa hề phủ bụi thời gian. Mặt Hồ Gươm lặng lẽ suy tư như chính cảm xúc của tôi lúc này. Từng đôi tình nhân bên nhau, hay vài người bán hàng rong ngồi lơ đễnh. Đường ven Hồ Gươm quen thuộc quá, nhưng chẳng có bóng hình em. Tôi ngồi lên xe và chạy một vòng quanh hồ, chỉ để muốn nhìn ngắm một vòng hồ quen thuộc, và chỉ để cảm nhận ký ức về Hà Nội, về em một cách trọn vẹn. Rồi bước chân lại đưa tôi tới cầu Long Biên. Tôi nhớ từng mùa dài khi đi bộ cùng em trên con đường này, và tôi nhớ từng phút giây mình đứng tại nơi này để ngắm nhìn một Hà Nội khác gần gũi, dung dị mà thân quen. Mùi của ngô đồng, mùi của dòng sông, những con thuyền rẽ nước, những cụ già tập thể dục buổi sáng, hay cả những đoàn người nối đuôi nhau lên xuống bãi giữa sông Hồng để cảm nhận hương vị đồng quê. Biết bao lần chúng mình cùng đứng ở nơi đây để ngắm tia nắng đầu tiên của ngày cho đến khi mặt trời tắt nắng.
Hà Nội phố, ta còn em mùi hoàng lan, ta còn em mùi hoa xưa. Những ký ức của một thời xa xưa trỗi dậy, tôi lại tìm về bên bến sông xưa, nơi có những cánh đồng hoa cải rực rỡ sắc xanh vàng. Tôi quặn lòng nhớ nụ hôn đầu, nhớ những lời hò hẹn mình đã trao nhau. Có một mùa hoa cải nở vàng bên bên sông, em đang thì con gái đợi anh chưa lấy chồng. Có một mùa hoa vẫn còn đây, vẫn vàng rực trong mênh mang dáng chiều, nhưng em đã xa rồi, tất cả đã là dĩ vãng phải không em? Bước chân lại tìm về Quảng An, nơi chợ hoa ngày nào chúng mình cùng sắm Tết. Giữa biển hoa tôi mê mải dõi tìm hình bóng thân quen. Hà Nội đêm yên bình thổn thức. Bước chân đưa lối tôi tới khung cửa sổ sáng ánh đèn quen thuộc. Tôi biết có em trong đó. Tôi lại lang thang trên những con đường quen, đắm chìm trong sâu xa miền ký ức. Em và Hà Nội đã là phần máu thịt, là ký ức vẹn nguyên, là dư vị ngọt ngào một thuở tôi vẫn mang theo trong suốt tháng năm dài. Chương trình gặp gỡ khán giả tuần này xin được dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian để theo dõi. Mọi thắc mắc hãy gửi thư về cho chúng tôi theo địa chỉ chuyên mục gặp gỡ khán giả, phòng chuyên mục tiếng Việt, Ban Truyền hình Đối ngoại, Đài Truyền hình Việt Nam, 43 Nguyễn Chí Thanh, quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam, hoặc địa chỉ email vtv4a@vtv.vn. Quý vị và các bạn cũng có thể xem lại chương trình ngày hôm nay theo địa chỉ website www.vtv4.vn. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau.